Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới bạn một cái tựa game cướp biển. Tựa game có mang tên là Private Power. Và đây là một cái tựa game mà chúng ta sẽ được lênh đênh trên biển và sau đó sở hữu như quân đội rất là vui vẻ. À, đây mình đang có cái sự loading vào game khi mà chúng ta đang có cái sự connect rồi. Khi mà chúng ta thấy đây là quân đội của chúng ta. Ở đây thì ở viễn cảnh đầu tiên là chúng ta có một cái tàu rất là đẹp đẽ các thứ. Nhưng mà đang bị đánh chiếm và cuối cùng chúng ta bị trôi dạt lên một cái hòn đảo cướp biển. Và ở cái hòn đảo này thì chúng ta bắt đầu làm lại từ con số 0. Đấy, chúng ta cũng sẽ có đoàn thủy thủ cũng như là có những người có thể trợ giúp cho chúng ta để tạo nên những cái chiếc thuyền cũng như là những cái doanh trại. Ok, và hiện tại bây giờ thì nó đang hướng dẫn cho chúng ta là cách để có thể lắp và xây lại được một cái chiến thuyền để có thể mang ra đi đánh nhau. Đấy, hiện tại thì ở đây thì thuyền của mình đang thêm một cái khẩu súng thôi, nhìn nó rất là đơn giản. Và ở giữa game này thì ở thời điểm đầu game theo như mình thấy thì nó tương đối với một cái đồ họa nó tương đối khá là bắt mắt và cho chúng ta những cảm giác và những trải nghiệm nó rất là vui vẻ. Bây giờ thì mình sẽ đến và thử tấn công đến những các hòn đảo khác. Ví dụ như ở đây chúng ta chỉ đi ăn một bãi cua chẳng hạn. Đấy, chúng ta thấy là đang lênh đênh trên biển, con cua nó bò ra rất là lồm ngồm đây. Và cách bắn như nào thì chúng ta sẽ ấn vào trực tiếp vào mặt con cua và sau đó là cái khẩu pháo này nó sẽ rơi vào. Thì cái này thì tùy thuộc vào cái hướng mà bạn chỉ thôi. Các bạn chỉ cần hướng chỉ càng tốt thì con cua nó chết càng nhanh. Ví dụ như con cua điểm yếu của nó là mắt thì chúng ta hãy nhắm vào mắt mà chúng ta bắn thì cái lượng máu nó sẽ mất ra nhiều hơn. Hoặc là các bạn cứ để yên thôi, nó cũng tự động bắn. Khi mà cái thời điểm mà súng chúng ta gần hết đạn ấy, chúng ta có thể ấn vào đây để có thêm những cái kỹ năng này. Và kỹ năng của chúng ta đang có 3 viên đây và có cooldown. Khi mà mình ấn đây là mình sử dụng kỹ năng và để có thể tiêu diệt được con cua này một cách nhanh hơn thì là chúng ta ấn vào đạn 3. Vâng, chúng ta có thể thấy là con cua nó đã bốc hơi rồi. Game này thì nó được thiết kế với đồ họa 2D nhưng mà tầm nó rất là bắt mắt và sống động. Ngoài ra thì game còn cho chúng ta những cái âm thanh cũng như là những tiếng sóng biển rất là lênh đênh. Game với một cái hệ thống gọi là bản đồ cũng như là nhiệm vụ nó cực kỳ đa dạng nên cho chúng ta có phần nào nhìn ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta có cái sự tương tác tương giống tựa game Bombit. Khi mà chúng ta có một hòn đảo chính và sau đó là có những sương mù là mở rộng sương mù ra để có thể đi chiếm đóng các vùng xung quanh. Bài hướng dẫn và trải nghiệm tựa game Private Power của mình đã kết thúc rồi. Chúc các bạn xây được một cái gọi là hòn đảo mạnh mẽ, hòn đảo cướp biển đúng nghĩa. Xin chào, hẹn gặp lại.